chào các bạn. Trong clip ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một kiểu make up rất phù hợp để đi đón giao thừa và những ngày lễ Tết. Nếu các bạn muốn có được kiểu make up này thì hãy xem tiếp video của mình nha. Bước đầu tiên, mình xài kem Love Baby Skin để cho lớp trang điểm lâu trôi hơn. Theo mình chọn BB cream và kem nền. Mình dùng cỏ đánh kem nền và mút trang điểm thấm nước để tán đều lớp kem nền trên mặt. Che khuyết điểm cùng tông màu để che những khuyết điểm trên mặt. Và dùng che khuyết điểm có tông màu sáng hơn da mi một tí để dùng đánh highlight cho gương mặt. Bước cuối cùng của lớp nền là mi phủ một lớp bột phấn không màu để cố định lớp nền. Chì kẻ chân mày để tạo dáng chân mày ngang dài. Bắt đầu với phần mắt, mi chọn màu hồng phấn nhạt để đánh toàn bộ màu mắt và phía trong khóe của mắt. Trong clip lần này, phấn mắt mình chọn đều là phấn mắt không nhũ. Tiếp theo, mình chọn màu đỏ tím vừa để đánh ngoài phần V của bầu mắt. Và chọn màu nâu nhạt để tán đều hai màu trước của mắt. Kẻ viền mắt theo kiểu mắt mèo. Nếu các bạn muốn mắt to hơn thì hãy đánh một xíu vào trong góc mắt như thế này. Mình dùng eyeliner đậm hơn một xíu để kẻ viền trong của mắt. Phần đuôi mắt. Trong khi mi đợi mi giả khô thì mi dùng mascara không màu để đánh chân mày vào nếp. Sau đó mi xả eyeliner nước đen để kẻ viền mắt cho đậm hơn. Sau đó mi đánh một lớp mascara để hòa mi giả và mi thật vào với nhau. Bước cuối cùng, mi xài màu tím đỏ đậm để đánh vào phần đuôi mắt dưới để mắt trông to hơn. Sau đó mi chuyển đến phần tạo khối cho gương mặt.
và dùng son nước đỏ đậm để đánh lồng môi. Phần makeup đã xong rồi, bây giờ chúng ta hãy chuyển ngay đến phần tóc thôi. Cho kiểu tóc này các bạn nên dùng thun mềm để không để lại nhúng trên tóc. Đầu tiên các bạn chia tóc ra làm hai và cột tóc cao lên như bình thường. Tiếp theo đó các bạn lấy máy cuốn và cuốn từng phần nhỏ như mi. Việc cuốn từng phần nhỏ như thế này sẽ tiết kiệm thời gian của các bạn hơn. Và cách này cũng là cách mi hay cuốn thường ngày. Bạn nào tóc mỏng và dài như khuyên nên buộc ngay giữa đỉnh đầu thay vì tóc hai bên như mi. Sau khi tháo tóc ra, bạn hãy uống một tí ở phần mái để cho tóc bay bay nhé. Vậy là makeup và làm tóc cho năm mới của mi đã xong rồi. Chúc các bạn một năm mới thật an khang, thịnh vượng và vui vẻ. Cảm ơn các bạn.